Xin chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, mình là Tài, chủ của trang trại Nhu Sao Kiến Tài tại Lưu, Nghệ An. Thì hôm nay tiện thể là gửi chuẩn bị gửi 2 cặp Nhu Sao cho khách tại Bình Dương. Thì mình sẽ làm một video để cho mọi người biết là làm sao chúng ta có thể chọn được sử dụng Nhu Hiêu là uy tín, đúng chất lượng. Tức là cách để chúng ta chọn Nhu Hiêu ấy. Thì đối với trang trại thì trang trại đã đặt ra một cái quy tắc là mấy năm gần đây là trang trại chỉ có bán Nhu Hiêu tươi để cho mọi người dùng là tin tưởng tuyệt đối, tức là trang trại chỉ cắt nguyên cặp ra như thế này đấy, thì để mọi người là khi về là tự chế biến thì chúng ta sẽ tin tưởng hơn và chúng ta yên tâm hơn khi sử dụng đấy. Tuy nhiên là trên cái thị trường hiện nay là thị trường ở nước mình ấy, thì rất nhiều các sản phẩm khác là gây cho cái lòng tin của mỗi người chúng ta là bị hạ xuống. Nên là các sản phẩm là mọi người đều đặt ra một cái gì đó nghi hoặc, kể cả trực tiếp trang trại làm rất chuẩn thế này nhưng mà cũng rất nhiều anh chị là khi mua Nhu Hiêu là chúng ta lo lắng. Thì để khắc phục được cái tình trạng này thì trang trại sẽ khuyên mọi người rằng chúng ta dùng Nhu Hiêu chúng ta chỉ nên mua nguyên cặp như thế này, tức là chúng ta mua nguyên cặp đang còn tươi như thế này đây, biết trang trại cắt ra và chỉ bóc đầu cắt lại thôi. Thì mọi người về tự làm ở nhà, mọi người tự làm ở nhà thì cái sự tin tưởng và khi chúng ta dùng chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chúng ta không nên mua những cái đồ như đã chế biến sẵn, đã ngâm mật ong sẵn, ngâm rượu sẵn, hay là chúng ta mua khi người ta đã làm khô rồi. Tại vì thực chất là khi làm khô hay là làm gì thì tất cả vì lợi nhuận thì mình không nói hoàn toàn là hết nhé, thì sẽ có 1% nhỏ nào đấy là một số người hơi bị xấu thì người ta sẽ trộn lẫn vào một cái gì đó không phải Nhu Hiêu đấy. Thì để mọi người dùng được cái sản phẩm này thì cực kỳ bổ dưỡng luôn, nó rất là tốt cho sức khỏe. Vì vậy là chúng ta là nên dùng, không phải để già yếu dùng, mà đang còn khỏe chúng ta cũng nên dùng để cho cái sức đề kháng của mọi người là tăng lên đấy. Thì cái Nhu Hiêu này trẻ em mà trên 2 tuổi trở lên, mà nếu như mà sức đề kháng yếu ấy, chúng ta vẫn cho các bé dùng được, thì sau này cái sức đề kháng của các bé sẽ là cực kỳ tốt. Mỗi một cặp Nhu Hiêu này thì trang trại sẽ quy định là từ khi nó bật nắp đến lúc nó cắt ấy, thì nó sẽ dao động là từ 40-45 ngày trang trại cắt, thì mỗi cặp nó sẽ dao động là từ 5 lạng đến tầm khoảng 3. Thì mọi người để ý này, cặp này thì hơn 1 cân 3, cặp như này thì nó là 7 lạng đấy. Thì cái con cho 1 cân 3 này, cái con vẫn là trong 45 ngày, nhưng kiểu là cái dục tính của nó cao, cái dương tính của nó cao ấy, thì trong 45 ngày nó cũng vươn lên to được như thế. Nhưng mà chất lượng cả hai cái thì phân tích là nó cũng như nhau thôi, không khác gì cả. Thì đối với Nhu Hiêu tươi thì thực chất là mình cũng chưa được thấy sản phẩm giả như thế nào. Thì theo mình nghĩ là một sản phẩm tươi nguyên cặp ở trên đầu con hươu cứ cắt xuống thế này thì thực ra là rất là khó làm giả luôn. Làm giả chỉ có trừ khi là mọi người mua cái hàng đã hai lát và làm khô ấy, thì có thể là người ta làm giả được. Nhưng mà nguyên cặp tươi mọi người lưu ý này, nó đang còn nguyên lông như thế này đấy, nó là một cái lớp lông nhung rất là mịn. Thì mọi người cầm là mọi người sợ là mọi người biết thôi. Và thứ hai là cái vết cắt này là nó đang còn máu, trang trại cắt và chuyển đi cho mọi người toàn quốc và bảo quản lạnh, bọc kín cái đầu này. Thì khi mọi người cầm về cái cặp Nhu này, mọi người cầm lên tay là chúng ta đã biết là Nhu tươi rồi, chúng ta đã biết được là hàng trẻ rồi, nên là chúng ta yên tâm là khi dùng. Vì vậy là trang trại khuyên ấy là mọi người mà khi đã tính đến cái việc lo cho sức khỏe mà chúng ta biết sử dụng cái sản phẩm Nhu Hiêu này,
thì chúng ta lăn tăn vấn đề lựa chọn thế nào để chọn được những dưa tươi an toàn, những dưa tốt, thì mọi người hãy sử dụng những dưa tươi để chúng ta tự tây, gia đình chúng ta tự chế biến, thứ nhất là ngâm rượu, thứ hai là ngâm mật ong, hoặc là tự nấu cháo. Mọi người cứ mua nguyên cọc như thế này, mọi người tự chế biến ở nhà thì chúng ta sử dụng là tin tưởng hơn đấy. Tại vì sản phẩm nó là sản phẩm sức khỏe nên chúng ta càng cẩn trọng, chúng ta bỏ một chút thời gian thôi. Cái công việc chế biến của nhu yêu thì nó không khó, thực sự là nó rất đơn giản. Trang Trại có up một cái video cách ngâm rượu, ngâm mật ong ở trên YouTube, kênh của YouTube này của Trang Trại rất nhiều đấy, mọi người có thể vào trong tham khảo. Phương pháp thì cực kỳ đơn giản, mọi người chỉ bỏ ra tầm 30 phút mọi người có thể xử lý xong được một cặp nhu yêu rồi đấy. Thì để cho mọi người tin tưởng tuyệt đối thì Trang Trại chỉ bán tươi nguyên cặp thôi. Tuy nhiên là khi mà mọi người đã tin tưởng rồi, không có thời gian làm mà bận thì có thể vẫn nhờ Trang Trại. Thì khi Trang Trại làm thì Trang Trại cũng chọn cặp và báo trước cho mọi người, và Trang Trại sẽ quay lại video quá trình chế biến và gửi video đó cho mọi người và tin tưởng, để khi sử dụng là chúng ta có một lòng tin tốt nhất đối với Trang Trại. Trang Trại là Trang Trại nuôi ngô sao tím tài ở Quỳnh Yên, Quỳnh Lương, Nghệ An. Thì mọi người ai mà có nhu cầu mua nhiều ấy thì hãy để lại số điện thoại của mình ở bên dưới, Trang Trại sẽ có người tư vấn chi tiết, hoặc liên hệ với số điện thoại là 0903 291 899 hoặc 0966 592 159. Tí nữa mình sẽ để một cái hai số điện thoại ở bên dưới video, thì mọi người hãy xem ở bên dưới là có thể liên lạc với Trang Trại để Trang Trại tư vấn thêm. Video thì mình làm ngắn đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Trang Trại. Xin hãy cho Trang Trại video này một like, hoặc duy nhất là một lượt chia sẻ để ủng hộ Trang Trại và để cho nhiều người biết đến cái sản phẩm này hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, mọi người, những video tiếp theo. Xin cảm ơn.